Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Hiện bây giờ đó là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ ở Việt Nam Nơi các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi Và hôm nay là một ngày mà chúng ta có rất là nhiều tin tức Thường đã cố gắng sắp xếp những tin tức này đó theo một cái cách logic nhất có thể Và chúng ta chủ yếu chỉ nói về những tin tức lớn ngày hôm nay mà thôi Và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu đi Thì trước hết thì chúng ta hãy dành một ít thời gian để mà nhìn vào tình hình chung của thị trường như thế nào Chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có hai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ ngày hôm nay rất rất đỏ các bạn chúng ta nhìn thấy được chỉ số Nasdaq đã giảm 2.77% và chỉ số S&P 500 đã giảm 1.39% Tuy là chúng ta thấy được là chỉ số Nasdaq đã giảm 2.77 là cái con số giảm trong một ngày nhiều nhất kể từ năm 2022. Trong một ngày các bạn đương nhiên chúng ta cũng đã biết là chỉ số Nasdaq cũng đã đạt đỉnh mới nhiều lần năm nay rồi. Hiện bây giờ trên căn bản nó chỉ là một cái đợt điều chỉnh mà thôi. Và các bạn thấy được thị trường chứng khoán nó khác với lại crypto Chúng ta nhìn thấy là Nasdaq nó giảm có 2.77% mà thôi Đã khiến cho thị trường xôn xao rồi Tại vì chứng khoán đó thì nó không có giống như là crypto Cái sự dao động khi mà chúng ta nói tới những cái chỉ số lớn như là Nasdaq, S&P 500 đó, Thì chung một năm đó, đâu đó là khoảng chừng 8-10% mà thôi các bạn Cho nên trong vòng một ngày mà giảm tới 2.77% đó là một ngày mà giảm rất là nhiều và chúng ta nhìn thấy được là chỉ số Dow Jones thì lại tiếp tục có sự tăng trưởng sau khi mà đạt cái đỉnh mới ngày hôm qua thì bây giờ là tăng 0.59% Pre-market thì bây giờ đó thì đã xanh trở lại rồi các bạn chúng ta sẽ nói thêm một số những tin tức nhưng mà thật ra hôm nay cũng không có tin tức gì gọi là lớn ảnh hưởng đến giá cả đâu tôi nghĩ là chủ yếu tại vì thị trường gần đây đã rất là tốt cho nên cũng có thể đã có người chốt lời các bạn đó là một điều cũng rất bình thường trong tất cả thị trường chúng nên nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì hôm nay đã tăng trở lại cái mức là 80 ba đô 31 sen thì cái mức này đó cũng chưa có gì là đáng quan tâm các bạn tuy đã cao hơn so với cái mức chúng ta đã biết trong vòng gần 2 năm qua là dưới 80 đô nhưng mà bây giờ chúng ta thấy được là giá tăng lên tới mức là 83 thì lại khựng lại đó trong vòng mấy tuần qua rồi chúng ta đã thấy được là cách đây vài ngày đó thì trở xuống cái mức là 80 đô thì bây giờ trở lại cái mức 83 đô chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem của tình hình như thế nào tại vì nếu như mà các bạn quan tâm đến phép giảm lãi suất thì chúng ta muốn thấy là phần trăm lạm phát tiếp tục có tiến triển tốt và một trong cái yếu tố ảnh hưởng đến phần trăm lạm phát đó chính là giá dầu các bạn nó ảnh hưởng đến không những là các bạn đổ xăng mà còn ảnh hưởng đến Đến sản xuất ảnh hưởng đến di chuyển hàng hóa cho nên chúng ta cũng sẽ quan tâm đến giá của hợp đồng dầu trên channel này vàng thì sao các bạn vàng đó thì chúng ta cũng đã biết đạt đỉnh mới ngày hôm qua hôm nay nên thì cũng không thay đổi nhiều cũng ở cái mức đó các bạn 2.468 đô vàng đó thì không thay đổi nhiều còn về crypto thì sao về bitcoin đó thì vẫn tốt các bạn hiện bây giờ giá bitcoin là 64.711 thì chúng ta cũng thấy được là bitcoin đã tăng rất là nhiều rồi có thể nói là trong vòng 5 ngày qua chúng ta trở về cái thời điểm là thứ sáu đi ngày 12 tháng 7 các bạn cách đây 5 ngày đó giá BTC thì đâu đó khoảng chừng là 56.000 đô mà thôi Bây giờ đã đến mức là 64.729 đô rồi Và đương nhiên chúng ta cũng thấy được là hôm qua đó Đã có lúc tăng lên tới mức là 66.000 đô Thì cái mức bây giờ đó cũng coi như rất là cao rồi các bạn không những là cao trong thời gian gần đây mà coi như cao trong lịch sử rồi Có thể nói là trong lịch sử 15 năm qua của Bitcoin đó không có bao nhiêu thời gian mà giá Bitcoin hơn cái mức 60.000 đô đâu và chúng ta nhìn thấy được là so với hôm qua đó thì đương nhiên chúng ta thấy giá cũng đã giảm một chút 1.4% thì nó cũng không có gì đáng kể đâu các bạn cũng có thể là chúng ta đang nguội lên một chút và nếu như các bạn muốn có một cái sự tăng trưởng bền vững đó chúng ta phải có những cái sự điều chỉnh rồi sau đó chúng ta muốn thấy được cái sự tích lũy xảy ra Như là giá đi ngang một mức nào đó để tạo một nền tảng chúng ta mới tiếp tục tăng trưởng bền vững được nhưng mà nhìn cái đường giá này đây thì hầu như Bitcoin không muốn ngừng nghỉ các bạn muốn tiếp tục tiến tới và tiến tới nữa và chúng ta nhìn vào cả thị trường thì hôm nay cũng giảm phần trăm tương tự như BTC khoảng chừng là 1.3% vốn hóa thì dưới 2.5% một chút còn về all Coins thì các bạn thấy là tùy đồng nhưng mà phần lớn hôm nay đó cũng như là Bitcoin đã có một cái sự điều chỉnh xuống các bạn sau khi đã có một cái tuần hồi phục cũng rất là tốt. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua đi mà nói tới tin tức đi. Thì thuận đã vừa chia sẻ với các bạn đó, hôm nay chúng ta cũng thấy có nhiều thị trường đã có một cái sự điều chỉnh nho nhỏ các bạn thì có phải có tin tức gì xấu hay không thì cũng không phải đó các bạn thực ra chúng ta chỉ nghe một số những thông tin nhưng mà nó cũng không có phải là tin tức xấu cho nên đối thuận đó thì chỉ là thị trường tăng trưởng nhiều quá bây giờ đang nguội lên một chút mà thôi nhưng mà chúng ta cũng thấy cái sự chia sẻ đến từ Financial Times thì cái tòa báo này đó nói là cựu tổng thống Donald Trump đã cảnh báo chủ tịch Fed John Powell không được cắt giảm lãi suất trước khi có cuộc bầu cử năm 2024 Các bạn thấy được Chủ tịch John Powell đã không muốn các chạm lãi suất Cố gắng nắm níu lãi suất cao trong vòng thời gian qua Và ông chỉ mới thả lỏng được một chút Chuẩn bị giảm lãi suất Thì các bạn thấy được là cựu tổng thống Trump Lại nói là không nên giảm lãi suất trước khi của cuộc bầu cử năm 2024 Thì có vài điều tôi muốn chia sẻ với các bạn đó Thứ nhất cái này nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu các bạn đối với lại cái tiến đường lãi suất của chủ tịch John Powell tại vì các bạn thấy được là đừng nói tới là bây giờ đó Donald Trump vẫn là cựu tổng thống ông vẫn chưa có tái đắc cử cho dù là ông là tổng thống đi nữa đó thì cũng không thể nói chủ tịch John Powell làm gì hết các bạn thấy được chủ tịch John Powell là một trong những người mà có thể chịu được áp lực rất là lớn có thể nói là trong vòng bao nhiêu tháng qua nửa năm qua đó các bạn biết bao nhiêu là áp lực đến từ quốc hội đến từ nhà trắng đến từ những công ty lớn ông vẫn tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao cho đến bây giờ thì cũng cho anh thấy được ít nhiều gì đó ông cũng có cái tính trung lập mà fed cần phải có đối với thằng này gì các bạn còn về sự thật đó có phải là ông giữ lãi suất cao cũng vì lý do chính trị không nên thì không có biết nhưng mà thùng chi biết là ông gặp rất là nhiều những áp lực nhưng mà ông vẫn giữ được lãi suất cao cho đến thời điểm bây giờ và chuẩn bị giảm lãi suất thì đây chỉ là một cái sự chia sẻ đến từ cụ tổng thống donald trump mà thôi không phải là mệnh lệnh và cũng không thể nào mệnh lệnh được tại vì fed đó là một đơn vị hoạt động hoàn toàn độc lập đối với là chính phủ hoa kỳ các bạn Chủ tịch Fed được bổ nhiệm bởi tổng thống nhưng mà tổng thống không có quyền sa thải chủ tịch Fed các bạn chỉ ngoại trừ là tổng thống phải chứng minh được là chủ tịch Fed đã phạm một sai lầm rất là lớn và nó phải là cái sai lầm thuộc cái loại như là bán nước các bạn chứ nếu không đó, thì cũng không thể sa thải chủ tịch Fed cho dù là ông gây ra sai lầm nặng nề liên quan đến kinh tế cũng không đủ để sa thải đâu cho nên Chủ tịch John Powell sẽ có nhiệm kỳ đến năm 2026 Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là có một cái thông tin kế tiếp Thì sẽ chia sẻ với các bạn Là cựu Tổng thống Donald Trump nói là ông cũng không có ý định Là sẽ thay đổi người Có nghĩa là tới năm 2026 Khi mà Chủ tịch John Powell đã hết nhiệm kỳ rồi Thì ông cũng chuẩn bị để bổ nhiệm Chủ tịch John Powell thêm một nhiệm kỳ nữa Đó là những gì mà được chia sẻ ngày hôm nay Và điều thứ nhì tôi muốn chia sẻ với các bạn Thì mới nhìn thì nhiều người sẽ nhanh chóng nói là Lý do tại sao mà cựu tổng thống Donald Trump không muốn chủ tịch chọn Powell cắt giảm lãi suất bây giờ Tại vì đó, cắt giảm bây giờ có thể khiến cho nền kinh tế tốt hơn trước khi bước vào bầu cử vào tháng 11 thì có thể là bất lợi đối với cựu tổng thống Donald Trump về mặt chính trị. Nhưng mà cái đó là cái sự suy nghĩ tôi nghĩ là chỉ trên bề mặt thôi các bạn. Nhưng mà nếu nghĩ ngược lại đó thì nếu như mà các bạn tin tưởng giống như là cựu tổng thống Donald Trump tin tưởng là ông sẽ tái đắc cử năm nay thì có nghĩa là ông sẽ là người mà chịu trách nhiệm cho nền kinh tế trong vòng 4 năm tới đây thì ông muốn nền kinh tế có sự phát triển tốt thì nếu là như vậy đó thì ông nên cho chủ tịch Fed chọn thào giảm lãi suất càng sớm càng tốt tại vì giảm càng sớm đó, thì sẽ thấm vào trong thị trường càng sớm các bạn tại vì sau khi giảm rồi đây sẽ tốn một thời gian không biết là bao nhiêu các bạn cái đó rất là khó nói có thể là 6 tháng có thể là một năm lãi suất cao đó cũng tốn cả năm mới thấm vào trong thị trường thì à, lãi suất thấp đó cũng có thể tốn thời gian tương tự như vậy cho nên giảm càng sớm đó, thì càng tốt Nền kinh tế tăng trưởng trở lại 4 năm tới đó sẽ rất là tốt. Thì à, nếu như mà các bạn là Donald Trump thì các bạn muốn cái gì? Tôi nghĩ đó là đây có thể là một cái đòn suy nghĩ ngược. Các bạn có thể là nói như vậy để cho ở bên tổng thống Biden ra áp lực tiếp tục nữa để cho John Powell giảm lãi suất càng sớm càng tốt. Đó là suy nghĩ cá nhân của thuộc mà thôi. Các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy comment ở bên dưới. Tôi có thể nghĩ ra được thì đương nhiên ở bên cựu thông thống nào trong sẽ có nhiều người còn giỏi hơn có thuận họ sẽ còn hiểu hơn tình hình như thế nào và không có lý do gì mà ông kêu chủ tịch john Powell không được cắt giảm đại xuất vì nếu như ông tin ông là tổng thống kế tiếp của hoa kỳ thì cắt giảm càng sớm càng tốt cho nên cái này cũng không phải là tin tức gì xấu đâu các bạn và chúng ta cũng đã thấy là thống đốc của Fed chính là Chris Waller thì hôm nay đó ông cũng đã phát biểu ông nói là ông cũng đã nghiêng về là sắp sửa cắt giảm lãi suất có thể là không phải là trong cuộc họp tháng 7 này tôi nghĩ là không có ai có kỳ vọng là trong cuộc họp tháng 7 này sẽ cắt giảm lãi suất đâu nhưng mà tháng 9 thì có cái sự chắc chắn cao hơn bây giờ đó các bạn nhìn thấy được là chỉ số CME nghiêng về 100% là sẽ có đợt cắt giảm lãi suất lần đầu tiên vào tháng 9 Đương nhiên thống đốc Chris Waller của Fed cũng không quên chưa đừng lui cho mình các bạn Ông cũng kèm thêm một câu là miễn là không có gì bất ngờ liên quan tới lạm phát các bạn nghĩa là gì các bạn chúng ta từ đây đến đó còn thêm hai đợt CPI nữa một đợt vào tháng 8 rồi đợt vào tháng 9 nếu như mà hai đợt này đã lại tăng trở lại đó, thì sẽ khiến cho Fed có thể là phải suy nghĩ lại về việc có nên giảm lãi suất hay là không cho nên tất cả đều dựa vào CPI của tháng 8 và tháng 9 các bạn hy vọng là chúng ta sẽ có những cái chỉ số CPI tốt nhưng mà những gì chúng ta nhận được trong vòng 3 tháng qua thống đốc Fed Chris Waller cũng đã nói rất tốt rồi chúng ta cũng còn một vài thông tin nữa liên quan đến cụ Tổng thống Donald Trump các bạn hôm nay có rất nhiều tin tức liên quan tới ông thì chúng ta thấy được là trong cuộc phỏng vấn đó thì ông nói là ông sẽ lên kế hoạch để ra mắt bộ sưu tầm NFT thứ tư sau thành công của ba bộ sưu tập trước đó. Thì ông đã cho biết đó là những bộ sưu tập trước đây đã bán hết rất nhanh chóng. Mỗi lần là khoảng 45.000 thẻ. Tôi nhớ là có một lần là 46.000 thẻ nhưng mà cho là 45.000 thẻ đi. Ông cho biết sẽ tiếp tục ra mắt bộ sưu tập mới do nhu cầu cao từ phía người hâm mộ. Thì các bạn đã nhớ là ông cũng đã từng có hai bộ ban đầu rồi cái bộ cuối cùng là cái bộ mất shot mà ông cũng đã bán trong năm nay. Tôi nhớ đầu năm hay gì đó. Thì các bạn thấy đây đó là cái điểm mà ông nói đã thay đổi quan điểm của ông về thị trường crypto này. Trước đó đó thì ông xem Bitcoin và crypto như là một cái loại tiền tệ cạnh tranh với đồng đô la. Nhưng mà sau này đó khi mà không còn là tổng thống nữa, sau khi mà ông tìm hiểu và phát hành những cái bộ NFT này, đây là một sự hợp tác với một công ty khác nhưng mà ông cũng đã hiểu hơn về crypto, về Bitcoin cho nên bây giờ đó ông là một người hâm mộ Bitcoin và crypto và ủng hộ thị trường này. Và đương nhiên khi mà ông ủng hộ thị trường này, thị trường này cũng đã đáp lại là ủng hộ ông rất là nhiều các bạn chúng ta nhìn thấy được là ông sẽ là một trong những diễn giả ở trong cái hội nghị bitcoin conference ở nashville tennessee vào tuần tới và ông chính là diễn giả chính các bạn không biết là ông sẽ nói gì trong cái hội nghị đó các bạn thấy được là khi mà ông đi kêu gọi bầu cử đó thì đương nhiên ông sẽ nói về nhiều đề tài khác nhau tùy theo là cái người mà lắng nghe là ai các bạn tùy theo người ta quan tâm đến những cái vấn đề gì thì ông sẽ nói về vấn đề đó nhưng mà khi mà đến hội nghị bitcoin conference thì đương nhiên tất cả mọi người đó đều là người yêu thích bitcoin và crypto thì không biết ông sẽ nói gì các bạn tôi không nghĩ là ông chỉ tới đó chỉ đơn giản nói là tôi thích bitcoin tôi thích crypto đâu cái đó ông này nói nhiều rồi các bạn tôi nghĩ ông sẽ có một cái sự chuẩn bị khác có thể là một cái sự bất ngờ nào đó cho nên tuần sau nào tuần mà sẽ rất là sôi động các bạn Cựu tổng thống Donald Trump đã có rất là nhiều fan rồi các bạn. Đừng nói tới là gì đã xảy ra gần đây. Trước đó ông đã có cực kỳ nhiều fan và các bạn thấy được là khi này ông ra ứng cử đó đã có rất rất nhiều fan hơn nữa. Và sau có sự kiện vào tuần vừa rồi đó thì chúng ta thấy được là ông lại càng được nhiều người hâm mộ hơn nữa. Thì bây giờ đó chúng ta thấy ông lại đến hội nghị Bitcoin Conference. Đây là một trong những cái dấu hiệu rất là tốt là ông tin tưởng và Bitcoin, tin tưởng vào crypto thì những người hâm mộ ông nó có thể sẽ có cái sự thay đổi quan điểm các bạn không phải ai ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump cũng thích crypto đâu nhưng mà cũng sẽ có một số người họ sẽ thay đổi quan điểm các bạn tại vì họ tin ông cho nên đây là một cái sự kiện rất là lớn và rất là tốt cho thị trường này dài hạn không có gì khiến cho mọi người an tâm hơn là khi chúng ta thấy BlackRock, chúng ta thấy cựu tổng thống Donald Trump ra dấu hiệu là ủng hộ thị trường này. Không phải là thị trường này cần họ các bạn, thị trường này đã có trước khi mà có họ và sẽ tiếp tục tồn tại sau khi mà có họ. Bitcoin sẽ có con đường tăng trưởng riêng của nó, nhưng mà các bạn thấy là những nhân vật này sẽ có sự ảnh hưởng đến cái sự chấp thuận thị trường này nhanh hay là chậm. Các bạn nghĩ đi, mọi người bình thường đó, họ không có theo dõi những trang web liên quan đến crypto, họ cũng không có account trên Twitter các bạn, họ không có theo dõi sát thị trường này, họ chỉ đọc những tin tức sơ sơ qua hay là nghe những cái thông tin nói về crypto ở trên những đài mà không chuyên về tài chính các bạn. Nhiều người đó họ chỉ xem những đài như là MSNBC hay là Fox News thôi và các bạn thấy được là lâu lâu đó thì có những cái thông tin liên quan đến crypto và cái mà họ nhớ đó là những cái thông tin như là liên quan đến FTX sụp đổ, liên quan tới Voyager sụp đổ thì các bạn thấy được là trong mấy năm qua họ đã có một cái nhìn không có tốt đối với thị trường này. Nhưng mà đột ngột đó thì giống như là bạn là người ủng hộ của Tổng thống Donald Trump. Bây giờ cựu Tổng thống Donald Trump tới dự hội nghị Bitcoin Conference thì có thể là sẽ thay đổi được quan điểm của các bạn. Đó là lý do tại sao chúng ta rất là quan tâm đến những cái sự kiện này Và các bạn thấy có một cái bài viết đến từ Decrypt. Không biết là có chính xác hay không. Decrypt thì nói là cái bộ sưu tầm NFT lần thứ ba của cựu Tổng thống Donald Trump thì không có bán hết. Nhưng mà thuận lên trên trang web thì không thấy là có thể tiếp tục mua nữa. Không biết là không bán hết trong thời gian nào đó hay là còn dư ra thì cũng không có hiểu các bạn nhưng mà nói chung đó thì ba cái bộ sưu tầm trước đó đó ông đã phát hành ở trên mạng lưới Polygon và thuận nghĩ đó bây giờ cái sự quan tâm đối thuận đó, thì những cái như này NFT thì cái sự quan tâm trên mạng lưới Solana thì nó cao hơn có thể là cái phiên bản thứ tư này phát hành trên Solana có thể là sẽ có cái hiệu ứng tốt hơn đó là cái thông tin đầu tiên liên quan đến cựu tổng thống donald trump thì các bạn thấy được là chúng ta cũng có một cái mô hình hình ảnh mới cho thấy là cái viên đạn đã gần như hoàn toàn nhắm vào giữa đầu của cựu tổng thống donald trump trước khi mà quay đầu các bạn thấy được là trên màn hình đây là cái mô phỏng đại có thể nói là chúng ta đã chứng kiến một cái sự kiện cực kỳ bất ngờ một cái sự kiện mà không ai có thể ngờ được các bạn và kết quả đó khi mà các bạn hiểu rõ hơn cũng cho các bạn thấy được đây là một cái kết quả mà cực kỳ may mắn cho cựu tổng thống donald trump chỉ cần sai một chút xíu nữa thôi các bạn thì mọi thứ đã thay đổi và đương nhiên có rất là nhiều meme liên quan đến cái sự kiện này các bạn giống như chúng ta nhìn thấy trên màn hình ở đây là có meme được chia sẻ rất nhiều trong cộng đồng bitcoin các bạn thấy được là bên trên nếu như mà cựu tổng thống donald trump không có di chuyển cái đầu lúc đó thì sẽ xảy ra nội chiến các bạn cựu tổng thống donald trump đã thành công di chuyển cái đầu cho nên á, bitcoin sẽ tăng lên tới 250 000 đô <laughs> đương nhiên đây chỉ là một cái meme thường chia sẻ để các bạn có một cái sự thư giãn một chút mà thôi chứ còn đây là một cái sự kiện rất là nghiêm túc và đã có người thiệt mạng các bạn và hai người còn lại đó thì theo thông hiểu là cũng đã bị thương rất là nhiều và đương nhiên cái người thiệt mạng thường không nói đến là cái người đã bắn cụ tổng thống Donald Trump nếu tính luôn người đó đó đã là hai người thiệt mạng và hai người bị thương nặng rồi đây là một cái vấn đề rất là nghiêm túc nhưng mà có một cái meme hay đó thường không có kiềm chế bản thân được các bạn thường phải chia sẻ với các bạn thùng mới cảm thấy vui chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói đến thông tin kế tiếp cũng liên quan đến cụ tổng thống Donald Trump và cái này nó rất là thú vị các bạn tại vì từ New York Post thì họ nói là cụ tổng thống Donald Trump đang cân nhắc giám đốc điều hành như là ceo của ngân hàng jp morgan cho bạn ngân hàng phục vụ người dân lớn nhất ở hoa kỳ ceo của họ là jimmy diamond cho vị trí bộ trưởng bộ tài chính của hoa kỳ nếu vậy đó thì không có gì ngạc nhiên khi mà gần đây các bạn đang thấy là Jimmy Diamond cư xử rất là chuẩn mực trong những cái phiên điều trần của quốc hội và có tin đồn về việc là ông sắp nghỉ hưu. Và nếu như chúng ta kết nối thông tin đó lại đó thì các bạn thấy được là mọi thứ nó hầu như đã từ từ lộ ra rồi. Ông chuẩn bị nghỉ hưu tại vì ông muốn có chức vụ trong chính phủ các bạn mà chức vụ ông muốn đó chính là chức vụ bộ trưởng bộ tài chính mà hiện bây giờ đã được nắm giữ bởi bộ trưởng bộ tài chính Janet Yellen. Thì các bạn thấy được là mặc dù đó ngân hàng Chase hiện bây giờ có những sản phẩm liên quan đến crypto Họ cũng là đối tác trung gian cho cái quỹ BlackRock Bitcoin ETF Nhưng mà Jamie Dimon thì là một trong những người mà vẫn duy trì lập trường chống Bitcoin và chống crypto Nhưng mà chúng ta cũng đã nói tới khá nhiều về Jamie Dimon các bạn Ông thì nói như vậy nhưng mà công ty ông thì lại thu mua cung cái tiền dụ rất là nhiều có thể nói là ông thì đi first nhưng mà công ty của ông thì lại đi thu gom các bạn cho nên chưa chắc là Jimmy Diamond là một người mà ghét Bitcoin đâu và các bạn thấy là cụ tổng thống Donald Trump lại nói với tạp chí Forbes là CEO của Chase Jimmy Diamond là một người mà từng hoài nghi về crypto nhưng mà đột nhiên thay đổi quan điểm về Bitcoin sau khi mà Trump nói chuyện với Jimmy Diamond tháng trước các bạn đã nhớ là tháng trước đã có một cái buổi ăn tối tổng cộng là có khoảng chừng là 80 CEO của những công ty lớn ở Hoa Kỳ đã đến để mà gặp của tổng thống Donald Trump và trong đó có CEO của Jay Jamie diamond thì sáng nay đã có tin tức về việc Trump cân nhắc CEO của Jay Jamie diamond cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính của Hoa Kỳ thì sau đó chúng ta thấy được là có thông tin là Jamie diamond nói với Trump là ông đã thay đổi quan điểm về Bitcoin rồi các bạn <laughs> có thể nói trên thế giới này thì không có bạn bè bệnh viện không có kẻ thù bệnh viện chỉ có lợi ích bệnh viện và thôi. Và thêm một điều nữa đó, tin tức về việc là ông cân nhắc CEO của Chase Jimmy Diamond cho chức Bộ trưởng Bộ Tài chính thì rất là bất ngờ. Trối thuần cũng bất ngờ luôn các bạn. Nhưng mà sau khi thuần xem lời cuộc phỏng vấn gần đây nhất tại Davos thì không còn gì bất ngờ nữa. Jamie Diamond là một fan của Trump các bạn thấy là trong cái hội nghị của Davos năm nay đó, ông đã làm rõ quan điểm ông là một fan của Trump. Jimmy Diamond là một trong những CEO đã cảnh báo về suy thoái hơn 2 năm nay và ông sẽ làm mọi thứ để tránh suy thoái trong cái clip này đó, cũng khá là dài tôi không có trích cho, cho các bạn cũng khoảng là sáu bảy phút nhưng mà ông cũng để giải thích đó là ông tin là sắp sửa có suy thoái tài chính nhưng mà có thể là tránh được nếu như mà chúng ta có lãi suất thấp chúng ta có thả lỏng tiền tệ, chúng ta có giảm bớt những cái quy định tài chính khi mà giảm bất chữ quy định tài chính ấy, giống như liên quan tới là những ngân hàng họ cần phải lưu trữ bao nhiêu tiền và họ có thể cho vay bao nhiêu tiền và cái quy định cho vay là như thế nào thả lỏng cái quy định đó thì nhiều người có thể vay hơn nhiều người vay hơn họ có thể là mua nhà mua xe nhiều hơn các bạn thấy được nó ảnh hưởng rất là lớn quy định ấy, không hề đơn giản các bạn quy định là một thứ ảnh hưởng rất là lớn đối với cái sự vận hành của ngành tài chính và nếu như chúng ta có những cái yếu tố này thì có thể tránh được suy thoái tài chính và cái vị trí mà ông cần để thực hiện những điều này đó chính là bộ trưởng bộ tài chính các bạn bộ trưởng bộ tài chính á, là người mà có thể làm việc trực tiếp với lại chủ tịch john pao các bạn đã nhớ là trong cái cuộc nói chuyện gần đây đó, chủ tịch john pao cũng đã nói là ông có cái cuộc ăn sáng hàng tháng với lại bộ trưởng bộ tài chính và hai bên trao đổi rất nhiều những cái thông tin với nhau thêm vào đó nữa đó bộ trưởng bộ tài chính có thể lại gây ảnh hưởng đến những cái quy định liên quan đến hệ thống tài chính của hoa kỳ các bạn trong cái quyền lực cho phép Cho nên nên đây là một chức vụ rất là quan trọng các bạn và đương nhiên bộ trưởng bộ tài chính cũng là người mà đưa ra quyết định là bán công trái phiếu các bạn có nghĩa là đi vay thêm nợ để có thể làm gì để có thể là chi tiêu nhiều hơn các bạn để mà kích thích nền kinh tế cho nên khi mà nghĩ lại thì cũng dễ hiểu tại sao mà Donald Trump lại muốn CEO Jamie Dimon làm bộ trưởng bộ tài chính tại vì ông sẽ làm tất cả những gì ông hiểu và ông là CEO của ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, ngân hàng Chase thì ông sẽ làm tất cả những gì và có cái sự quan hệ rất là sâu với thị trường tài chính để tránh suy thoái tài chính trong 4 năm tới đây. Có thể nói nếu như mà GB Diamond trở thành bộ trưởng bộ tài chính thì nhiều người cho là chúng ta hoàn toàn có thể không có suy thoái tài chính trong 4 năm tới đây. Nhưng mà cái giá phải trả đó chính là lạm phát cao. Còn về crypto thì sao các bạn? Các bạn cũng đã thấy được là bộ trưởng bộ tài chính trên căn bản cũng không có thể ảnh hưởng đến crypto được. Các bạn thấy là chúng ta cũng ít nghe bộ trưởng bộ tài chính hiện bây giờ là Janet Yellen nói tới crypto. Tại vì cho dù bà thích thì không thích bà cũng không có thể làm được nhiều điều ảnh hưởng đến thị trường này. Các bạn thấy được là cái đơn vị mà quan trọng hơn đó ảnh hưởng đến cái tiến trình của thị trường này đó chính là sec cái đó mới là quan trọng ai sẽ được bổ nhiệm làm chủ tịch SCC nếu như mà cựu thống thống Donald trong đắc cử cái đó mới là quan trọng còn về bộ trưởng tài chính thì sẽ lo những cái vấn đề này thì nhiều bạn cũng hỏi thuận là hiện bây giờ đã tại sao lại có những cái thông tin là trump đang hướng tới ai để làm chức vụ gì thì tại sao lại đưa những thông tin này bây giờ tại vì đó là một phần để giúp cho người dân đó có thể hình dung được là nếu như mà trong đắc cử đó thì nội các của ông sẽ bao gồm những gì về chính sách về tài chính về y tế về học vấn sẽ như thế nào các bạn cho nên nó có thể giúp đỡ được cho người dân bỏ phiếu và cả hai bên nó sẽ đưa ra những cái thông tin như thế này và có thể nói đó là đây là cơ hội để cho một số người họ có thể là hướng về bên nào các bạn và nếu như bên đó thực sự đắc cử đó, thì người đó có cơ hội để mà làm những chức vụ ở trong nhà trắng ở trong cái nội các của tổng thống mới có thể nói nếu như mà Jimmy Diamond là một fan của Trump bây giờ đó thì nếu như mà tổng thống Joe Biden lại tái đắc cử đó thì ông cũng không nên hy vọng nhiều làm chức vụ bộ trưởng bộ tài chính có thể hiểu như vậy các bạn và chúng ta cũng thấy có một quan điểm được chia sẻ bởi Mark Cuban tôi cảm thấy cũng rất là thú vị các bạn để thường chia sẻ quan điểm này rồi các bạn có thể comment bên dưới về suy nghĩ của các bạn các bạn cũng đã thấy được là cụ thông thống Donald Trump ủng hộ crypto crypto cũng đã đền đáp lại ủng hộ cụ thông thống Donald Trump các bạn bằng cách là chúng ta thấy là có rất nhiều quyên góp, có rất là nhiều những cái sự ủng hộ đến từ những công ty lớn trong thị trường crypto này đối với lại cựu thống thống Donald Trump và nó cũng kéo theo rất nhiều những cái CEO của thung lũng Silicon các bạn nơi mà có nhiều công ty công nghệ cũng đã chuyển hướng để mà ủng hộ cựu thống thống Donald Trump trong khi trước đây đó thì phần lớn họ ủng hộ tổng thống Biden thì các bạn thấy là quan điểm của Mark Cuban về sự xuất hiện của cái hiện tượng này nó khác một chút so với việc là chỉ đơn thuần tại vì những công ty này họ muốn có thuế thấp hơn. Dưới đây đó là một cái ý kiến đến từ tỷ phú Mark Cuban các bạn. Thì Silicon Valley đó ủng hộ Trump vì đây là một chiến lược Bitcoin đối với là Mark Cuban tất cả đều hướng về Bitcoin hết. Không phải vì cụ tổng thống là người ủng hộ mạnh mẽ hơn cho crypto. Điều đó đương nhiên là tốt các bạn nhưng mà đó ông không thực sự ảnh hưởng đến giá của crypto đâu. Điều quan trọng hơn đó là Trump có thể giúp việc điều hành một doanh nghiệp crypto trở nên dễ dàng hơn vì những thay đổi không thể tránh khỏi và cần thiết tại SEC có nghĩa là khi mà Trump trở thành tổng thống đó, thì ông sẽ bổ nhiệm người khác làm chủ tịch của SEC và điều đó hoàn toàn có thể các bạn chủ tịch hiện bây giờ đó thì không thể bị sa thải nhưng mà hoàn toàn có thể bị giáng chức xuống các bạn Là một quỹ viên thông thường và các bạn nên biết đó là những người như này kêu đó ông rất là giàu tài sản của ông nó ước tính là hơn 100 triệu đô la. 100 triệu đô la các bạn, trước khi mà ông nhận chức đại chủ tịch Scc trong khi mà cái chức này đã trả chỉ có 200-300 ngàn đô một năm thôi các bạn, thì ông đâu có phải là cần tiền. Áp lực rất là lớn. Ông có thể là về hưu, ông có thể là đi du ngoạn khắp nơi với 100 triệu các bạn, cả đời sẽ không hết. Cái mà ông muốn đó chính là quyền các bạn. Nhưng mà nếu như mà ông không còn quyền nữa thì, khả năng cao đó là ông sẽ từ chức và không làm nữa cho dù là ông có thể ở lại tới năm 2026 cho nên đó, khả năng cao sẽ có một cái chủ tịch SEC mới nếu như mà trong đắc cử điều mà sẽ thúc đẩy giá Bitcoin đó là thuế xuất và thuế quan thấp hơn đó là điều quan trọng các bạn khi mà thuế giảm đó thì chúng ta sẽ thấy được là nền kinh tế sẽ phát triển và Bitcoin sẽ được hưởng lợi từ đó nhưng mà điều này đã lại có thể gây ra lạm phát các bạn có thể nhìn thấy được là cái thông tin thường vừa chia sẻ liên quan đến CEO của Jamie Dimon Chase đó, thì các bạn thấy là quan điểm của ông là gì? giảm thuế, giảm lãi suất, thả lỏng tiền tệ, thả lỏng những quy định để cho kinh tế nó phát triển mạnh hơn và sẽ hoàn toàn tránh được suy thoái tài chính nhưng mà lại gây ra lạm phát. Kết hợp điều đó với sự không chắc chắn toàn cầu về vai trò của địa chính trị của Hoa Kỳ và ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ như là một đồng tiền dự trữ toàn cầu. Đây là các yếu tố cực tốt để thúc đẩy giá BTC. Một lần nữa thuận đang chia sẻ cái dòng của Mark Cuban. Giá có thể tăng cao đến đâu đó thì cao hơn nhiều so với bạn nghĩ. Hãy nhớ rằng thị trường của BTC là toàn cầu, và nguồn cung đó thì có giới hạn là 21 triệu Bitcoin. Sự không chắc chắn địa chính trị và sự suy giảm của đồng đô la như là một đồng tiền dự trữ có thể khiến cho Bitcoin trở thành một nơi trú ẩn an toàn toàn cầu. Điều này đó có nghĩa là Bitcoin có thể là thứ mà các quốc gia và tất cả chúng ta đang tìm đến để mua như là một phương tiện bảo vệ tiền tiết kiệm của mình. Có phải suy nghĩ này quá điên rồ? Điều này đã xảy ra ở các quốc gia đối mặt với siêu lạm phát rồi. Và nếu như là mọi thứ đó thực sự diễn ra như những gì chúng ta có thể tưởng tượng hôm nay thì Bitcoin trở thành đúng như những gì mà các Maxi tưởng tượng một đồng tiền toàn cầu các bạn. Và đây là cái sự chia sẻ đến từ Mark Cuban. Ông nghĩ tất cả những cái này đều liên quan tới Bitcoin hết. Bitcoin sẽ chuẩn bị trở thành một cái gì đó đó cực kỳ lớn đối với ông trong vòng những năm tới đây. Các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment ở bên dưới. Chúng ta hồi nãy giờ nói tới cựu tổng thống donald trump chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới tổng thống biden đi thì có những thông tin gì lớn các bạn thì tổng thống biden cho biết trong cuộc phỏng vấn mới là ông sẽ cân nhắc rút khỏi cuộc đua tổng thống năm 2024 nếu như một bác sĩ chẩn đoán ông mắc một tình trạng y tế. Thì cái này ông không nói rõ, các bạn chỉ nói là chỉ cần là một bác sĩ chẩn đoán ông thật sự mắc một tình trạng kinh tế thì ông sẽ rút lui ra khỏi cuộc đua này. Chứ còn ông sẽ không có chung bước với những cái lời kêu khích hay là những cái lời kêu gọi đến từ những người của đảng của ông đâu. Và các bạn có thể nhìn thấy được là Tổng thống Biden sau đó thì đã thông báo là ông đã bị dương tính với lại Covid-19 và ông đang phát biểu đó tại Las Vegas và có các triệu chứng nhẹ cho nên ông sẽ ngưng và sẽ hủy cái buổi phát biểu đó và ông sẽ trở về nhà của mình tại Delaware nơi ông sẽ tự cách ly bản thân của mình cho đến khi mà hết dịch bệnh và các bạn thấy được là sau đó đó các bạn đã thấy có một cái thuyết được chia sẻ là I'm sick thường zoom vào và chúng ta đang ở trên cái account X của tổng thống Biden các bạn thì mới đầu ông chia sẻ là I'm sick thì khi mà xem cái thuyết này đó mọi người được cảm thấy khó hiểu các bạn tại vì đâu có ai chia sẻ kiểu này đâu giống như là các bạn nói là tôi bị bệnh thì đâu có ai mà lên trên mạng xã hội mà chỉ nói là tôi bị bệnh các bạn đâu phải là con nít đâu thì nhiều người đó cũng cảm thấy là khó hiểu các bạn và bắt đầu chọc quê ông nhưng mà cuối cùng nó ông là người chọc quê chúng ta tại vì sau đó đó các bạn nhìn thấy bên dưới này à, ông đã bổ sung thêm một phút sau đó các bạn ông đã trô mọi người thì ông nói cái câu đầy đủ của ông đó là am sick of Elon Musk and his rich buddies trying to buy this election thì cái từ I'm sick không có nghĩa là tôi bị bệnh nữa các bạn mà khi mà ghép thành một câu như vậy đó thì có thể hiểu nôm na là tôi đã quá mệt mỏi đối với lại Elon Musk và những người bạn có tiền của Elon Musk muốn mua bầu cử này và sau đó là cái link để cho ai đó có thể muốn quyên góp cho cái uh, đội tranh cử của biden và harris thì có thể là quyên góp các bạn các bạn đã thấy rất rõ ràng đó là bây giờ ông đã chỉ đích tên Elon Musk là một trong những người đối đầu với lại ông hiện bây giờ tại vì Elon Musk đã nghiêng về phía của cựu tổng thống donald trump khả năng cao đó là đây là một ai đó ở trong cái nhà trắng các bạn có cái account Twitter này cho nên uh, đã thuyết ra Tại vì khả năng là tổng thống Joe Biden đang đi ngủ rồi các bạn Nhưng mà chúng ta đã bị trộ bởi cái thuyết này Nhưng mà sự thật ta thì ông đã bị dương tính với lại dịch bệnh Và thông tin bây giờ đó là ông chỉ cần nghỉ ngơi mà thôi Khi nào mà có thêm tin tức thì chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới Đức đi các bạn Tại vì chúng ta thấy được hôm nay đó đã có một cái sự đứng chính Đến từ cơ quan thực thi pháp luật ở Đức Và ngày hôm nay đó không biết tại sao mà họ đã phải lên một cái văn bản để mà đứng chính là bán khẩn cấp gần 50.000 Bitcoin đã kết thúc và thu về được cho các cơ quan một số tiền chưa từng có là 2.88 tỷ đô la các bạn nghĩa là khoảng 2.6 tỷ euro và họ nói là giá Bitcoin và điều kiện thị trường không liên quan trong quyết định bán Bitcoin của họ và họ không thể chờ đợi giá tăng. Vậy đó thì lý do tại sao mà họ lại phải bán khẩn cấp các bạn? Tại vì theo thông tin á, là tòa vẫn chưa có cho cái quyết định cuối cùng là bán số lượng Bitcoin này nhưng mà họ đã để đơn để có thể bán khẩn cấp. Thì đương nhiên là họ sợ giá giảm các bạn cho nên họ mới bán khẩn cấp. Không biết là có ai nói gì với họ khiến cho họ tự nhiên lo lắng rồi lại bán khiến cho giá giảm các bạn. Tại vì thông tin là họ bán Bitcoin khiến cho giá giảm chứ còn trước đó nó chỉ giảm một phần mà thôi các bạn. Không biết hay đã khuyên họ bán số lượng Bitcoin này. Có nhiều cái tin đồn nó có thể là BlackRock CEO Larry Fink đã gọi trực tiếp đó là hay giữ nhiều Bitcoin làm gì, bán hết cho tôi đi nó sập tới bây giờ. <laughs> cho nên họ mới bán các bạn. Nhưng mà các bạn thấy là họ cũng gặp nhiều cái áp lực về dư luận cho nên hôm nay họ cũng phải đưa lên một cái văn bản chính thức để mà chia sẻ về vấn đề này và họ cũng xác nhận là cái số này đã bán rồi. Họ không còn một Bitcoin nào hết. Và chúng ta vừa chứng kiến một đợt bán tháo Bitcoin trị giá là 2,88 tỷ đô la trong vòng một tuần các bạn cho các bạn thấy giá Bitcoin phở như thế nào không cần biết là ai bán và bán bao nhiêu cái số lượng Bitcoin đó nó rồi cũng sẽ được hấp thụ bởi thị trường lực bán có thể ảnh hưởng đến giá Bitcoin ngắn hạn nhưng mà về dài hạn thì đây là một tài sản đang ngày càng được chấp nhận rộng rãi chúng ta đã từng chứng kiến những đợt bán lớn hơn như là khi mà Luna USC sụp đổ khi mà FTX sụp đổ vân vân nhiều bạn hỏi thuận nó lỡ như mà Michael sẽ bán hết thì sao lỡ như BlackRock bán hết thì sao thì chúng ta sẽ có cơ hội tích lũy thêm Bitcoin với giá tốt và chúng ta rồi sẽ thấy Bitcoin đạt đỉnh mới và lịch sử đó của Bitcoin sẽ xóa tên họ đó là cái quan điểm và lòng thượng thuận về dài hạn Và những bạn nào mà quan tâm đó thì các bạn thấy được là cái ví của chính phủ Đức đó, tổng cộng đã bán là 49.858 BTC Có nghĩa là gần 3 tỷ đô la các bạn Và cái giá trung bình đó, chúng ta không biết họ bán bao nhiêu nhưng mà cái giá trung bình di chuyển dựa theo Arkham là 57.900 Ngày hôm nay đó, giá Bitcoin đã là 65.000 các bạn. Sau này còn bao nhiêu nữa đó thì sau này mới biết. Nhưng mà có thể họ bị áp lực rất là lớn tại vì chúng ta thấy họ có rất nhiều Bitcoin và chúng ta có thấy được là từ 57.900 tới 65.000 mà nhân lên tới 49.858 Bitcoin đó thì là một con số không hề nhỏ Chúng ta bây giờ hãy nói tới Ether Spot ETF đi và thị trường ETF nói chung thì chúng ta cũng đã thấy là có nhiều động tĩnh ngày hôm nay. Công ty 21 Share đó thì hồi sáng này đã là công ty nộp đơn S1 Final cho Ethereum ETF của họ để mà chuẩn bị giao dịch vào thứ ba tuần tới và họ cũng đã công bố cái phí đó là 0.21% mỗi một năm và sẽ giao dịch với mã chứng khoán là CETH và không chỉ riêng họ các bạn hầu hết chúng ta nhìn thấy được là tất cả những công ty họ đã nộp cái văn bản S1 cuối cùng rồi ngoại trừ một công ty vẫn chưa nộp đó chính là ProShare Ether ETF không biết tại sao họ vẫn chưa có nộp các bạn nhưng mà chúng ta nhìn thấy được trên màn hình là có 10 quỹ tổng cộng Chúng ta có quỹ Franklin, Ether, ETF, chúng ta có Vanek, Bitwise, 21Share, Fidelity, iShare chính là quỹ của BlackRock đó các bạn và chúng ta có hai quỹ tôi thôi chia sẻ thêm một lát nữa với các bạn một quỹ đó là RayScale Ether Mini Trust một quỹ còn lại đó là RayScale Ether Trust đây là cái quỹ mà đã có trước đây rồi các bạn tại vì công ty RayScale này đã có là hơn 10 năm rồi thì trước đó nó là một cái quỹ Trust bây giờ nó sẽ chuyển thành một quỹ ETF và chúng ta có Invesco và cuối cùng là ProShare thì các bạn thấy được là ngoài chữ ProShare đó, tất cả đã sẵn sàng và hầu hết tất cả các bạn nhìn thấy được là 7 trong 10 công ty này đó họ đã có những cái chiến lược giống như là giảm giá các bạn giống như là những cái công ty đó họ sẽ nói là trong vòng 6 tháng một năm đầu tiên thì cái phí là không phần trăm hay là cái phí chỉ là 0.12% rồi sau đó đó cái phí mới tăng lên là 0.25 nhưng mà nhìn vào cái cột phí này đó thì tất cả các phí nó đều sát sát với nhau ngoại trừ một công ty các bạn đó chính là Grayscale Ether Trust họ vẫn xây giữ cái mức phí là 2.5% các bạn có nghĩa là họ sẽ vẫn giữ cái mức phí cao giống như là chúng ta đã từng chứng kiến liên quan tới Scale Bitcoin Trust điều này nghĩa là gì điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thấy đó có một cây đợt bán khi mà bắt đầu các bạn chúng ta sẽ chứng kiến, kiến cái hiện tượng tương tự như là khi mà chúng ta bắt đầu có bitcoin spot ETF và để các bạn hiểu hơn đó thì chúng ta nói tới uh, Rayscale đó họ đang lưu trữ hiện bây giờ là khoảng 2.92 triệu Ethereum nghĩa là khoảng 10 tỷ đô la các bạn họ đang lưu trữ khoảng 10 tỷ đô la con số không hề nhỏ thì mới đầu đó chúng ta hoàn toàn có khả năng sẽ thấy là cái lượng tiền rời khỏi Rescale rất là nhiều có thể là những cái tuần đầu tiên thậm chí là một hai tháng đầu tiên đó chúng ta có thể thấy được là cái dòng tiền âm các bạn tại vì dòng tiền rời khỏi có thể là nhiều hơn thu vào nhưng mà sau đó sẽ từ từ cân bằng lại rồi chúng ta sẽ bắt đầu thấy có dòng tiền dương đó là cái lòng thân tiêu thuận hiện bây giờ cho nên đừng quá bất ngờ khi mà chúng ta thấy là những cái ngày đầu tiên có dòng tiền âm các bạn điều đó là điều hoàn toàn là có thể xảy ra tại vì không ai muốn lưu trữ Ether Trust trong khi mà cái phí cao như vậy họ có thể bán rồi sau đó đó một số người có thể họ chốt lời các bạn tại vì có thể là có những nhà đầu tư họ đã đầu tư 10 năm qua rồi họ chỉ có thể bán cổ phần mà thôi họ không thể nào mà bán cái số lượng Ether trong quỹ được cổ phần có nghĩa là họ sẽ bán thông qua cái giá mà hai bên trao đổi trên thị trường các bạn tại vì đây là một quỹ trust nó không có cái tính thanh khoản như là ETF bây giờ có ETF rồi đó thì những cổ phần này sẽ giao dịch với cái giá tương đương với là một cổ phần là bao nhiêu Ethereum nó sẽ neo theo giá của Ether cho nên sẽ có thể là có giá hơn rất là nhiều tại vì Ether đã tăng rất nhiều trong 10 năm qua rồi thì có khả năng là một số người họ sẽ nhân cơ hội này để mà chốt lợi các bạn một số người họ có thể bán rồi sau đó họ sẽ nạp trở lại vào những quỹ còn lại chúng ta sẽ thấy có một cái hiện tượng nó xảy ra cho nên đừng quá bất ngờ khi mà một tháng đầu tiên hay gì đó chúng ta thấy là có dòng tiền âm tùy theo lực mua từ những quý còn lại như thế nào Họ cũng có một cái quỹ gọi là Trayscale Mini Trust các bạn Quỹ này đó thì cái phí đó là 0.12% cho một năm đầu tiên rồi sau đó là 0.25% Cái quỹ này đó sẽ lấy một phần của cái quỹ Trayscale Ethereum Trust bên dưới này Không biết bao nhiêu các bạn, có thể là khoảng 10, 15% gì đó Cái phần mà họ nghĩ là có khả năng là sẽ rời khỏi tại vì cái phí quá cao Thì họ sẽ chuyển qua cái quỹ này để hạn chế cái việc mà tiền rời khỏi Tại vì có thể họ cũng đã học được một phần từ cái sự kiện khi mà có Bitcoin Spot ETF Nhưng mà không biết họp được bao nhiêu các bạn Thì vì họ vẫn muốn giữ cái mức phí rất là cao như vậy Nhưng mà các bạn thấy được là tất cả đó đã sẵn sàng rồi Chúng ta đang chờ đợi cái ngày mà giao dịch đó chính là vào thứ ba tuần sau tại Hoa Kỳ. Và tuần sau đó chúng ta cũng có hội nghị Bitcoin Conference như Thuận Dư chia sẻ đó. Tuần sau một tuần mà sẽ đầy sôi động các bạn. Và chúng ta cũng có một chút thông tin về Bitcoin Spot ETF đến từ John Stake. Đây là giám đốc của công ty Global X ETF Thì Thuần cũng thích chia sẻ những thông tin này với các bạn Thì mình đã cho chúng ta một cái góc nhìn chính xác hơn về những gì đang xảy ra Trong cái bài viết này khá là dài nhưng mà chỉ có hai câu hỏi Thuần cảm thấy là tốt mà thôi Thứ nhất là câu hỏi là các nhà đầu tư và cố vấn tài chính nhận thấy điều gì về việc chấp thuận tài sản crypto Thì các bạn thấy được sự chia sẻ đến từ Global X ETF đó. Họ nói là chúng tôi đã thấy một sự quan tâm đáng kể trong lĩnh vực tài sản crypto Số lượng cố vấn đang tìm cách phân bổ vào lĩnh vực này hoặc bắt đầu quá trình thẩm định đã tăng đáng kể rồi trước năm 2024 ước tính là 15, 15, 70 nghĩa là 15% cố vấn và những nhà đầu tư sẽ không bao giờ cân nhắc đầu tư vào crypto. 15% là những người mà đã chấp nhận sớm và đầu tư vào crypto rồi và 70% nằm trong cái khu vực dùng xám. Họ không có nhu cầu, cũng không có quan tâm hoặc là kiến thức để mà phân bổ vào lĩnh vực này. Nhưng bây giờ chúng ta đã có spot Bitcoin ETF khiến cho nhu cầu mua Bitcoin tăng lên. Số lượng người trong số 70% này đã từ từ di chuyển vào thị trường này đó là cái nhận định đến từ global x và câu hỏi thứ nhì đó là những người mua bitcoin etf thì bây giờ chủ yếu là cố vấn đầu tư hay là những nhà đầu tư thông thường thì họ nói là chúng tôi đã vẫn thấy sự quan tâm rất lớn đến từ các nhà đầu tư thông thường không làm việc với một chuyên gia tài chính điều này đó là một điều rất là tốt các bạn tại vì chúng ta thấy được là trên căn bản bây giờ chúng ta vẫn đang trong giai đoạn một mà thôi những cái cố vấn tài chính đó, họ vẫn chưa có thật sự tham gia nhiều vào thị trường này đâu các bạn và họ là những người mà sẽ khuyên những khách hàng của họ là nên phân bổ một phần vào thị trường này điều đó vẫn chưa có xảy ra và những cái công ty lớn đó họ có những mô hình đầu tư họ vẫn chưa có để Bitcoin vào mô hình đó các bạn đó là giai đoạn 3 chúng ta mới trong giai đoạn 1 mà thôi các bạn mà dòng tiền đã kinh khủng như vậy rồi chứ đừng nói tới giai đoạn 2 và 3 nhưng mà nó sẽ có thời gian lâu hơn các bạn có thể là trong vòng vài năm tới đây nếu như chúng ta nghĩ về tài sản crypto và sở hữu trực tiếp thì đó vẫn là một quá trình rất là phức tạp đối với một số người bao bì ETF đó nghĩa là cái sản phẩm này cung cấp cho bạn sự tiếp cận vào lĩnh vực này nó giảm xuống những cái rào cản gia nhập khá cao trước đây vì lý do đó có sự quan tâm rất lớn từ những nhà đầu tư thông thường dựa trên sự dễ dàng truy cập bao bị ETF cung cấp các bạn các bạn đã từng nghe thường chia sẻ đó về dài hạn ETF vào cánh cửa để mở cửa chào đón thêm dòng tiền mới vào trong thị trường này ngắn hạn thì nó có cái hiệu ứng là phóng đại lên những gì đang xảy ra các bạn khi mà thị trường lo lắng đó thì dòng tiền rời khỏi sẽ nhiều hơn khi mà thị trường FOMO để nhập tiền vào sẽ nhiều hơn nhưng mà dài hạn đó là một cái cánh cửa để mà chào đón thêm người mới vào trong thị trường này và cái số người mới đó cũng giống như những người trong thị trường spot thông thường một số người sẽ rời khỏi khi mà tình hình đã trở nên khó khăn hơn một số người sẽ củng cố lòng tin và ở lại dài hạn với thị trường này và họ tiếp tục chung bình giá dài hạn và lưu trữ dài hạn và chúng ta bây giờ hãy dành thời gian để xem coi là tình hình của Bitcoin Spot ETF ra sao các bạn thì chúng ta thấy được là hôm nay tiếp tục là một ngày mà chúng ta có dòng tiền dương các bạn là 53.3% Mặc dù hôm nay chúng ta đã có cái lực bán mạnh đến từ Grayscale các bạn 53.9 triệu Và lực bán kế tiếp đó là đến từ Bitwise không có nhiều là 6 triệu Cho dù là như vậy chúng ta vẫn thấy được là dòng tiền dương tại vì sao Không phải tại vì những quỹ còn lại thu mua mạnh đâu các bạn Mà BlackRock tiếp tục không làm chúng ta thất vọng BlackRock hôm nay đó đã tránh trả đội luôn các bạn Đã có cái dòng tiền dương là 110 triệu đô la Kết quả cuối cùng là chúng ta dương 53.3 triệu, tiếp tục là một ngày có dòng tiền dương. Và có thể nói đó, Bitcoin thật sự đã về đồ đá đen rồi các bạn. <laughs> Chúng ta cũng thấy một cái thông tin rất là thú vị ngày hôm nay được chia sẻ bởi Eric Bautunis của Bloomberg đó. Thì chúng ta thấy cái ETF VOO của Hoa Kỳ Đây là cái ETF Vanguard S&P 500 Và các bạn thấy đây là một cái ETF rất là lớn Và chúng ta nhìn thấy được là tính từ đầu năm tới bây giờ đó Chỉ cần thêm 2 tỷ nữa thôi Đây là các bạn Chỉ cần thêm 2 tỷ nữa thôi đó là phá kỷ lục dòng tiền vào hàng năm Và chúng ta hiện chỉ đang ở tháng 7 mà thôi cho thấy được là cái sự lạc quan đối với thị trường chứng khoán của người dân bây giờ như thế nào trong tiền đi vào cái quỹ video này rất là nhiều nhưng mà điều thú vị hơn đó là ibit nghĩa là cái quỹ blackrock bitcoin etf đó cũng có mặt trong cái danh sách này các bạn danh sách này là danh sách xếp hạng những cái quỹ etf mà có dòng tiền nhiều nhất từ năm tới bây giờ và các bạn nên biết là ở Hoa Kỳ đã có hơn 3.000 ETF mà chúng ta nhìn vào top 10 đó đã có hai quỹ ETF Bitcoin rồi thứ nhất là iBit của BlackRock các bạn chúng ta nhìn thấy dòng tiền vào đó từ năm tới bây giờ và các bạn nên nhớ nó bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 mà đã có 18,6 tỷ đô la chúng ta nhìn thấy được là kế đó là hạng thứ 8 đó là FVTC nghĩa là của Fidelity các bạn Fidelity đó thì có gần 10 tỷ đô la có thể nói là những quỹ ETF này đó vượt xa tầm mong đợi của nhiều người. Đây là lý do tại sao mà Le fin đó ngày lại càng bô là sơn các bạn. Tại vì cái dòng tiền này nó rất là kinh khủng. Nó xếp hạng thứ tư trong 3.000 ETF năm nay và nó đang xếp hạng Bởi những cái ETF lừng lẫy như là QQQ, QQQ đó là cái chỉ số liên quan tới Nasdaq 100 này các bạn. Rồi chúng ta có VOO, đó chính là chỉ số liên quan tới S&P 500. Nó đang từ từ xếp hạng cùng với những cái chỉ số lớn như vậy Một cái sự thành công rất là kinh khủng các bạn Chúng ta không nói tới là tất cả những quỹ Bitcoin Spot ETF Chúng ta nói tới là riêng quỹ iBit mà thôi Đã là hàng thứ tư rồi và không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ các bạn, chúng ta thấy hôm nay đã công ty VanEck họ công bố là hợp tác với là công ty Interinvest để mang lại khả năng tiếp cận Bitcoin cho những quỹ hưu trí ở Pháp thông qua sản phẩm ETN. Đây là cái sản phẩm gọi là Exchange Traded Note thì nó hoạt động có thể nói là tương tự như ETF nhưng mà gì mà pháp lý nó khác các bạn. ETF đó là người sở hữu cổ phần là sở hữu cái số lượng Bitcoin đó. Công ty chỉ lưu trữ dùm mà thôi. Còn ETN đó, đây là một cái gọi là giấy nợ các bạn cái số lượng Bitcoin nó thuộc về công ty chúng ta có giấy nợ giấy nợ này đó đại diện cho tài sản mà công ty đang lưu trữ nó khác một chút về mặt pháp lý nhưng mà theo tôi hiểu đó là ở những nơi như là ở châu âu đó thì cái sự phổ biến của etf nó không có nhiều như là ở hoa kỳ nhưng mà cái sự hợp tác này đó sẽ cung cấp quyền truy cập tài sản crypto cho những nhà đầu tư hưu trí ở pháp sản phẩm venex bitcoin etn có cái ticker là vbtc đó hiện có vốn hóa là bốn triệu đô la và chúng ta hãy nhìn xem coi là hôm nay đó cái phần trăm có lời là bao nhiêu dựa theo Classno các bạn Và với mức giá là 64.120 đó thì cái phần trăm có lời hiện bây giờ của Classno đó là 85.12% các bạn Còn vài thông tin nữa thì sẽ cố gắng chia sẻ nhanh để chúng ta có thể kết thúc video này thì nó cũng đã khá là dài rồi các bạn thì Grayscale đó đã thông báo là họ sẽ ra mắt một cái quỹ AI phi tập trung cho những nhà đầu tư đủ điều kiện có nghĩa là những nhà đầu tư mà phải có tiền nhiều các bạn hay là những nhà đầu tư mà có chứng chỉ đầu tư thì cái quỹ này đã sẽ có những cái token bao gồm như là NEAR, RENDER, Filecoin, LPT và TAO đây là một cái thông tin cũng rất là nổi bật ngày hôm nay các bạn liên quan tới AI và thêm vào đó nữa chúng ta thấy được là Sentiment Labs đã gây quỹ thành công là 85 triệu để mà xây dựng nền tảng AI ở trên Polygon thì Sentient Labs có trụ sở tại UAE có nghĩa là ở những tiểu vương quốc Ả Rập đó họ đã thành công trong việc huy động 85 triệu ở vòng gọi vốn hạt giống và được dẫn dắt bởi đồng sáng lập của CEO của Polygon Labs là Sandeep Nawar Cùng với những nhà nghiên cứu khác thì Sentium Labs đặt cái mục tiêu nổi bật so với những chương trình AI dựa trên blockchain khác. Họ nói là không giống như những cái chương trình AI khác chỉ là những cái bản sao của những cái dự án trước đó. Nền tảng của họ đã được xây dựng trên Polygon và hứa hẹn những cái sự đổi mới và khác biệt. Và vòng gọi vốn này đã được dẫn dắt bởi những cái tên tuổi lớn các bạn như là Founders Fund của tỷ phú Peter Thiel và Pantera Capital cùng với sự tham gia từ Framework Ventures và những nhà đầu tư khác. Và chúng ta cũng thấy cái thông tin liên quan tới Tantrum các bạn. Tantrum cũng là một trong những cái tên tuổi mà họ cung cấp những cái sản phẩm liên quan tới lưu trữ uh, tài sản kỹ thuật số các bạn. Giống như là họ có những cái uh, card, Tantrum card để các bạn có thể là lưu trữ và kết nối với điện thoại để mà lưu trữ an toàn hơn. Thì uh, Tantrum đã giới thiệu một cái sản phẩm mới gọi là Tantrum Ring. Một cái ví cứng dưới dạng nhẫn giúp người dùng quản lý crypto và thực hiện những giao dịch hàng ngày. Nhẫn sẽ được bảo vệ bởi mã truy cập và yếu tố bảo mật EAL6 ngăn chặn truy cập trái phép ngay cả khi bị mất cấp. Tantum Ring sẽ ra mắt vào cuối tháng 10 và dự kiến tích hợp chip thanh toán Visa vào năm 2025. Có sẵn tại châu Âu và Vương quốc Anh, sản phẩm này sẽ thúc đẩy sự sử dụng tiền điện tử hàng ngày và tăng cường quản lý crypto. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới OKX Thì cũng giống như Binance và nhiều công ty khác đó họ đã quyết định là rời khỏi Nigeria Các bạn có thể nói quốc gia này gần đây đó cũng khá là khó chịu với những công ty crypto các bạn và các bạn đã nhớ là họ đã giam giữ hai giám đốc của Binance tại vì họ nói là Binance đã làm ảnh hưởng tới cái tiền pháp định của họ nhưng mà tiền pháp định của họ đã mất giá trước khi mà chúng ta thấy được là cái đồng thường nhớ là đồng Naira của họ đã có thể được sử dụng ở trên Binance peer to peer và họ nói là vì lý do đó đó cho nên ảnh hưởng đến cái tiền pháp định của họ sau đó Binance đã hủy bỏ rồi họ bắt giam hai cái giám đốc của Binance họ đòi tiền chuộc là 10 tỷ đô la hay gì đó các bạn đã nhớ cái vụ lụp và các bạn thấy được là OKX đã quyết định họ sẽ rời khỏi Nigeria Và đây là tất cả những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong một video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, BingX, XM, Binance, Alineax và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn